Tư sư, sư giải thích giúp con câu thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tại sao tu chùa xếp thứ ba? À, thì nếu như mà hiểu đúng á, thì đó là khó nhất là tu tại gia, khó nhì tu chợ, mà khó ba, à, đúng là khó ba tu chùa. Tức là cái chuyện tu tại gia là khó nhất. Nó giống như á, cái người mà mình nói từ Sài Gòn ra Hà Nội, khó nhất là đi bộ, khó nhì là đi xe lửa, mà dễ nhất là đi máy bay. À, thì mình không thể nào mình nói là tôi giỏi, tôi ngon, tôi đi bộ nó mới ngon, chứ còn anh chơi đi máy bay nó không ngon. Cái đó là tại mình. À, hoặc á, là trong cái mùa dịch Covid vừa rồi đó, à, cái mà nó khó nhất á, là không có tiêm ngừa vaccine, không đeo khẩu trang, à, mà mình cứ chạy nhông nhông ở ngoài đường á, cứ gặp đám đông đám nào mà ho mình nhào vô, rồi cái mình nói là tôi vậy đó mà tôi không có bị nhiễm nó mới hay, chứ còn anh mà anh chơi anh đeo khẩu trang kín mít, rồi anh chơi anh chích vaccine mà anh không dính nó chuyện bình thường. Thì nói như vậy thì chỉ có những kẻ thiếu trí thì mới nói như thế thôi. Cho nên á, việc tu tại gia gặp rất nhiều trở ngại. À, điều đó không có nghĩa là mình hay, không có nghĩa là mình hay, mà chỉ nói lên một sự thật là việc tu tại gia gặp rất nhiều trở ngại, mà sự thuận lợi nhất là mình tu ở chùa. Điều kiện giữ giới tốt hơn, điều kiện hành thiền tốt hơn, điều kiện gặp các bậc thiện tri thức, nghe giáo lý, học pháp tốt hơn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.